khi ai yêu ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi thì níu kéo cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng bao giờ theo hy vọng rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Bây giờ nên học cách im lặng để ra đi khi tim đã tổn thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.